mình khoe khuyên mình. Mà em nói nhỏ thì đừng nói ai nghe. Dạ, có cảm tình tư riêng nữa. Mà chừng người ta không chịu em đó. Bây giờ vô cái vấn đề chính trong cái chuyện mai mối này thì em hỏi anh nè. Anh Linh có tin vào duyên số hay không? Dĩ nhiên là ai cũng sẽ trả lời tin. Mình tính không bằng trời tính. Nhưng mà trước khi có duyên số với nhau, mình phải có cơ hội gặp nhau. Chứ không có cơ hội, không có ai làm mai làm mối, không có cơ hội gặp nhau thì làm sao có duyên số được. Nhưng mà nhiều khi có những người họ gặp nhau, họ hẹn, họ yêu nhau rồi, họ cứ tính hết nhưng mà cuối cùng họ không đến được với nhau. Bởi cái duyên số hết sức là quan trọng. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta có cái duyên gặp nhau cái đã, đó cũng là duyên số. Đúng rồi. Chính xác không? Hôm nay duyên số sẽ kết đôi hai cặp ngày hôm nay, không biết có được hay không, chúng ta chờ xem nhé. Nào, màn hạ xuống, cặp đôi đầu tiên. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Ôi, ở cái nhìn ban đầu chị đã rất rất là ấn tượng với em, huống chi là các bạn nam. Trời ơi, như vậy mà ế là tôi không tin, là tôi tin tôi chết liền luôn á. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên là Nguyễn Hoàng Ý. Năm nay em 30 tuổi. Cái gì? 30 tuổi? Dạ. Thiệt á hả? Dạ thiệt chị. Quá trẻ phải không các bạn? Quá sức trẻ. Bây giờ em đang làm gì? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Ngân hàng Á Châu, nhân viên tổng đài. Nhân viên tổng đài, Hèn chi giọng nói rất là nhỏ nhẹ. Rồi, được rồi, anh bất nghe. Bất ngờ luôn anh nha. Anh nghe thấy hấp dẫn quá. Hấp dẫn lắm luôn đó, Linh. 30 tuổi mà ai cũng nói trời cho coi sao trẻ dữ vậy, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai, chúng ta xem chàng trai bao nhiêu tuổi và có trẻ như cô gái bên kia hay không. Nào, xin mời chàng trai xuất hiện. Bạn tên gì? Dạ, em tên Đặng Nguyễn Thái Dương, sinh 1984. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm ở trung tâm điều hành Tata Food. Anh Linh ơi, anh ưu tiên cho em hỏi trước đi, vì bên đây đặc biệt lắm anh Linh ơi. Rồi, em đó, hỏi đi. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ như vậy mà không có bạn trai là sao? Mà phải đến chương trình bạn muốn hẹn hò, em nói thiệt, bụng cho chị nghe coi. Trong môi trường công việc á, thì các anh đồng nghiệp á, là cũng có gia đình rồi. Người thì cũng có bạn bè rồi. Nên là em cũng chưa tìm được đối tượng hợp với mình. Em tin vào duyên số không? Dạ, em tin vào duyên số. Bạn nghe bạn nữ nói xong mà cảm nhận thế nào về bạn nữ bên kia? Dạ, em nghĩ em cũng tin vào duyên số. Em nghĩ bạn nữ vẫn còn độc thân, chắc cũng có một điều đó rất là đặc biệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về tình yêu á, thì trước đây chứ giờ em chỉ yêu đúng hai người thôi. Yêu đúng mới có hai người thôi. Dạ, mà hai mối tình đó đều là mối tình đơn phương hết. Tại sao bạn lại không nói? Dạ, có nói, có chờ đợi mà nhưng mà tất cả đều không được. Bạn có thể kể một cụ thể một câu chuyện gì đó, một cái việc gì đó mà bạn làm mà bạn nghĩ rằng bạn kia sẽ đồng lòng nhưng mà cuối cùng bạn kia không đồng lòng. Cái thời gian mà em đợi bạn đó thì mỗi ngày em ship một cái ngôi sao bằng ống hút. Trời đất. Hình như là tới mấy trăm ngôi sao đó, rồi mỗi một hộp thủy tinh rất là đẹp. Khi mà tặng bạn đó thì bạn nó cũng chỉ cảm ơn thôi. Cũng bạn cũng nói rõ là mình chỉ là bạn thôi. Bạn ấy tưởng bạn mua. Dạ không, em nói rõ là em làm. Bạn nói bạn làm luôn. Em có quan trọng ở cái nhìn đầu tiên ban đầu không? Hay là em nghĩ trong cái tình yêu là mình phải từ từ tìm hiểu? Dạ, em cũng quan trọng về vấn đề cái nhìn ban đầu. Em thích điều gì ở người đàn ông của mình? Cao trên 1m68 trở lên. Rồi ngoài chiều cao ra còn điều gì nữa? Về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người, năng động. Còn gì nữa không? Về công việc thì người đó phải công ăn việc làm ổn định. Người đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Sao em nói lớn? Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, quê em trai ở đâu vậy cưng? Dạ dạ, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Có nhà. Đó là đáp án, đó là đáp án. Đó là tiêu chuẩn bên kia. Còn tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Dạ, tiêu chuẩn của em thì em thích một người phụ nữ không cần đẹp nhưng mà nhìn dễ thương. Nói chung là có mái tóc dài thì càng tốt. Bây giờ vừa đẹp mà vừa dễ thương luôn, chịu không? Dạ quá chịu chị em. Quá chịu luôn mà coi chừng người ta không chịu em đó. Đó là hơi quê. Hơi quê, không có gì quê. Dạ đúng. Không có gì quê hết. Dạ đúng. Mình có quyền chinh phục người khác, không chịu thì mình chinh phục người khác. Dạ cảm ơn anh Linh. Rồi bây giờ để coi mặt luôn này nè. Dạ em chào anh. Trời ơi, quá sức ấn tượng, quá sức đặc biệt. Rất là xinh đó. Nhưng mà tôi hỏi bạn nè, thí dụ như bạn bên kia đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn,
hai bạn cũng rất yêu thương nhau, nhưng rủ trường hợp bạn kia không có nhà ở Sài Gòn thì sao? Dạ vấn đề đó em sẽ xem lại. Coi như bạn này quan trọng là cái nhà chứ không phải cái tình. Thiếu lãng mạn hay là thiếu lãng mạn chút xíu? Thiếu lãng mạn. Theo tôi đánh giá là như vậy. Bây giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà, phải ra ở riêng, mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó, quyết định chọn nhau rồi đó, thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà, bạn chờ không? Dạ chờ chị. Bạn là 30 tuổi rồi đó nha. Nói thì nói vậy thôi đó. Chờ chị. Hỏi thiệt. Dạ. Nhà đó ai đứng tên? Ba em. Nhà có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe. Nhà em có một căn chung cư riêng nữa. Vậy là hai anh em mỗi người một căn. Nói nhỏ quanh, nói nhỏ lại. Nói nhỏ mà đây nghe hết trơn. Vậy là được, vậy là được. À. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nha. Cảm ơn chị. Ừ, hy vọng vậy. Nghe gì không? Dạ em nghe hết. Nghe hết rồi thôi, đâu cần phải nói lại chi nữa. Hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hai bạn trẻ của mình 2 phút để gặp gỡ nhau. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Hỏi coi chung cư là nằm ở quận mấy, rồi nhà là nằm ở quận mấy để mình lựa nha. Mời bạn. Chào em. Chào em. Nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở quận 6. Quận 6, đường dạ. Nào em? Dạ, đường Bà Hôm anh. À, anh biết đường đó. Nhà anh ở đâu ạ? À, nhà anh ở quận 8. À, theo quan điểm tình yêu của em á, là tôn trọng, chân thật và chung thủy, thì anh có đạt được những điều như vậy hay không? Đó là quan điểm của anh. Câu trả lời đầy đủ như vậy. Tiếp đi em. À, khi rảnh anh thường thích đi đâu? Dạ em thích đi du lịch, thích đi shopping. Đi shopping. Chúng ta còn 30 giây. 30 giây. Em hỏi con nào quan trọng đi. Anh có chịu đưa tiền cho em đi shopping mỗi tuần không? À, không, mình đi shopping đi. À, đủ anh chị Cát Tường với anh Linh nữa. Trời ơi, dẫn anh chị Cát Tường với anh Linh nữa cái trời hả? Ông Mai bà mối mà. Cũng có cái đầu heo. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Nhìn nhanh để đi shopping. Sắp chết đi shopping rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem các bạn có đồng ý hẹn hò không. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Và sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Một. Hai. Ba. Hết giờ. Hết thời. Mời các bạn. Hồi nãy bạn có nói với tôi là bạn thích đi shopping. Dạ. Mà sao người ta mời đi shopping mà không đi? Dạ có lẽ anh ấy không hợp với em. Anh có 2 cái nhà mà. Lý do tại sao bạn lại yêu cầu bạn trai của mình phải có nhà ở Sài Gòn? Dạ tại vì cuộc sống của em á, ba mẹ em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, em thì cũng ở thành phố và công việc của em cũng ở thành phố, thì như vậy sẽ ổn định cuộc sống và em dễ thăm gia đình. Bạn nghĩ thế nào khi mà bạn nữ không đồng ý? À, em nghĩ hồi nãy bạn nữ nói là cái nhìn đầu tiên, thì em nghĩ bạn nữ này có lẽ lựa chọn người theo cảm giác rất là nhiều, thì em nghĩ cái này là tôn trọng ý kiến bạn nữ, nó đều hoàn toàn hiển nhiên. Nếu như bạn nữ không đồng ý với lời mời để shopping với bạn thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ có món quà để tặng cho bạn nữ. Gửi tặng em một món quà dạ, nhỏ thì cảm ơn. Vậy là hai mình đâu được đi shopping không? Được không em? Em với anh đi riêng. Trời ơi, chưa tôi bị ra liền à, vô lý thì. Cảm ơn hai bạn. Dù sao nữa thì thực sự là một ngày cũng rất là có ý nghĩa các bạn. Nếu không hẹn hò thì chúng ta có thể làm bạn với nhau. Biết đâu sau này từ tình bạn đó chúng ta sẽ nhân thành một tình yêu thì sao? Không biết điều gì xảy ra, duyên số không đến lần này có thể đến lần khác. Chúc hai bạn may mắn. Mười mấy năm qua anh được mấy mối tình rồi? Nói chung là trước giờ chưa có bạn gái. Và bây giờ xin mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Là chị, mời chị ngồi đây.
Tường xin chào chị ạ. Chị tự giới thiệu chị bao nhiêu tuổi và chị tên gì, chị đang làm việc ở đâu? Mình tên là Hưng, 42 tuổi. 42 tuổi. Làm gì giữa 42 gì đâu la dữ vậy? Đây không là phải, ta có điều ta ngạc nhiên rồi, từ từ rồi. Đâu ngạc nhiên. Bây dạ, giờ đây nè, coi chàng trai bên đây xuất hiện coi bốn mấy nè. Xin mời chàng trai. À, chào anh. Giới thiệu em là Quyền Linh, 45 tuổi. Anh tên gì? Anh là Lê Văn Trương, năm nay 41. Lê Khoa Trương. Lê Văn Trương. Lê Văn Trương đang làm nghề gì? Em hiện giờ đang là lắp ráp mấy cái thiết bị như mấy cái bồn tắm, mấy cái bình nước nóng rồi cho mấy khách sạn đồ người ta xây mới đó anh. À, anh làm nghề đó bao nhiêu năm rồi? Em làm đó cũng 3-4 năm rồi. 41, bên đây 42. À, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bà này nhỏ hơn 1. Ôi chị Hưng ơi, 42 tuổi thật luôn á hả? Ồ, sao chị trẻ dữ vậy? Trẻ không? Trẻ, bởi vậy hồi nãy nó giới thiệu 42 em mới ngạc nhiên, em mới hỏi lại chứ không phải tự nhiên mà ta gần nó 42 có các ý. Các thường ta có 25 mà nhìn như 65. À, chị Hưng ơi, vậy hồi nãy chị chưa có giới thiệu là mình đang hiện giờ mình đang làm việc ở đâu hả chị? Bán tại nhà. À, muốn mình bán tại nhà. Dạ. Vậy từ trước giờ chị đã có người yêu chưa? À có. Có. Có nhưng mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả lúc chị? Trẻ. Bây giờ chị cũng trẻ vậy. À, vậy là mình chia tay mối tình đó tới bây giờ là bao lâu rồi chị? Chắc mười mấy năm á. Mười mấy năm? Ủa vậy là trong mười mấy năm qua thì không có mối tình nào hết sao? Có quen bạn thôi chứ không có quen thân thiết. Ồ, tại vì sao vậy? Thấy không muốn quen. Tại sao lại không muốn quen? Chắc là có lẽ là mất cái niềm tin vào tình yêu đúng không chị? Dạ. Chị không tin đàn ông nữa hả? Không tin vào mối tình đầu thôi. Chứ đàn ông giờ ai cũng tin hết chứ. Anh Trương, sao anh buồn quá vậy? Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại nghe bên kia nói. Nghe nói đang lắng nghe. Anh nghe thấy bên kia là mất niềm tin vào đàn ông rồi. Anh thấy sao? Chắc là tại gặp cái cú sốc gì xong rồi người ta không tin chứ. Là sao? Mười mấy năm qua anh được mấy mối tình rồi? Em nói chung là trước giờ chưa có bạn gái luôn. Cái gì? Ủa? Chưa có quen ai luôn anh. Cái này là ta nói còn xin nè. Anh nói thiệt hay nói giỡn á anh? Không anh? Không, cũng có nhưng mà cũng mười mấy năm rồi. Mà lúc trước quen cái dạng thời đó quen đi học rồi quen cho biết vậy thôi chứ không phải là bồ bịch. Quen cho biết vậy đó hả? Mình hỏi thiệt là mối tình đầu nó hung chưa? Chưa anh ơi. Chưa luôn? Hay gì ta? 41 tuổi mà chưa hung. Chưa có mối tình nào hết đó chị ơi. Chưa tình nào hết. Anh gặp phụ nữ đứng cái bên anh có hồi hộp run rẩy hay là lo lắng gì không? Có, không có hồi hộp run rẩy nhưng mà mỗi lần gặp phụ nữ là như cục đất rồi không biết nói gì. Không biết nói chuyện hả? Vậy là tao nói nhát gái nè. Đúng rồi, anh nhát lắm rồi. Nhưng mà em hỏi chị Phan, nhưng mà anh có thích con gái không? Có như vậy. À. Thích không? Thích không? Thích con gái thấy thì thích. Anh thích phụ nữ dạng như thế nào? Em thích gái mà nhìn ăn mặc gọn gàng thôi anh. Tính tình thì hiền. Ừ. Ui dễ quá, sao đó giờ chưa gặp hả? Trời ơi. Có rồi, nhưng mà dạng như cũng có thương thầm nữa anh. Thương thầm thương nữa hả? Không nói. Thương thầm bao nhiêu người rồi? Ít là 1-2 người anh ơi. Trời ơi, đàn ông mà nhát gái vậy rồi làm sao 41 tuổi mà chưa có mối tình nào dắt dai là chết rồi. Chị Hưng nghe bên kia ảnh nói anh đó giờ ảnh chưa hung luôn đó. Chị thấy sao? Không ổn. Không ổn? Sao lại không ổn chị? Có gì đâu không ổn, này tốt à. Hiền quá. Hiền quá hả? Chị không thích người hiền hả? Bản lĩnh. Cái hiền với cái bản lĩnh nó đâu có liên quan đâu. Người ta hiền người ta vẫn bản lĩnh mà. Ờ, nhưng mà em muốn hỏi là lý do tại sao chị lại tham gia chương trình trong khi chị nói là bao nhiêu năm nay chị không có thích chị... Trong thời gian đó là nuôi cháu. Nuôi cháu. Xong rồi cái gần đây á, một người bạn mới đăng ký giùm. À, và ngày hôm nay thật sự trong lòng chị có muốn là có được một cái tìm được một người bạn có thể đi cái đường dài với mình, nói chung là một người bạn đời ở chương trình này hay không? Cũng muốn mới đến đây. À, bây giờ em hỏi chị nha. À, vậy cái chuẩn người đàn ông lý tưởng của chị như thế nào? Nhìn thấy mới tương xứng. À, tương xứng là như thế nào? Về mọi thứ. Cỡ anh đó được không? Được không? Làm gì hồi hộp vậy? Cũng còn rung. Cũng còn rung hả? Bên đây được lắm. Phải không? Được. Sao chị? Giờ có nôn nóng gặp anh bên đây không? Dạ rất nôn nóng. Chị có vẻ hơi e lệ, e vẫn e lệ. Anh bên kia còn e lệ nhiều. Thì giờ làm sao chứ? Chúc chị qua chị ôm hung ổng đại cái. Ổng chưa được hung lần nào luôn. Hung theo, ổng rung ổng xỉu liền á. Nè, nó làm đại thương cái con sao. Mạnh dạn lên. Em phụ sợ nữ hiện đại mà.
Hệ xỉu đâu có sao đâu chị. Không xỉu sao đâu. Em đỡ không nổi đó. Xỉu các tường đỡ. Chị có cái chuẩn người nào chị muốn không? Dù cao ốm mập. Bên này mập lắm á, được không? Đây là chín mấy ký á, được không? Cân đối. Cân đối ha. Vậy mới là khó đó. Tương đối, em đâu có biết cái tương đối của chị là sao đâu mà em biết đâu gặp ai biết được. Trời ơi, mấy người mà bây không có đưa ra cái chuẩn ngồi mới lên khó. Ngồi ngồi cười lên, thẳng lên giống như gà rù vậy sao được. Dạ chào anh. Thẳng lên ngồi thẳng lưng lên nó cười tươi lên coi. Cười tươi lên. Bây giờ ví dụ nè. Ví dụ giờ anh coi như em là chị bên kia đi. Ví dụ giờ đầu tiên họ kéo màn lên anh nói gì với em, anh làm gì anh làm thử. Hùng. Không được. Hả? Gặp em hỏi thăm bình thường, hỏi là nhà ở đâu rồi. Hỏi chi nữa, bây giờ hỏi rồi. Giờ gặp cái ông Hùng được không? Hùng không tay được không? Nắm tay. Thôi em không. Trời ơi. Nắm tay xã giao thôi. Giờ Hùng cái từ thử cái con rung không? Thôi Hùng đi. Chết rồi. Thì trời cho Hùng mà Hùng đại đi. Hùng miếng coi. Hùng miếng coi nào. Chưa năn nỉ hôn mộng hôn nữa. Thôi. Không đúng cả trong rung quá trời luôn. Em nhát gái lắm chị Công Tường ơi, nhát lắm. Nhát lắm không sao hả? Trời ơi. Em mà mỗi lần em gặp mà gái thí dụ mà đối tượng em thích là em ngồi là em thiệt ngồi riết người ta chán luôn, em ngồi cũng que rồi, em không có nói gì á. Vậy làm sao mà lấy vợ ở đây, làm sao tôi làm mai làm mối đây? Tính nó vậy giờ em cũng không biết làm sao. Mà giờ muốn lấy vợ không? Cũng muốn á chị. Muốn thì bây giờ ráng chút xíu đi, tôi biểu tập, bây giờ tập thử nắm tay tôi cái coi. Hôn miếng coi. Được rồi. Cảm giác sao? Cảm giác sao? Dạ. Hơn. Vậy nghe, một chút xíu mở màn lên là cứ vậy mình tiến tới nha. Ê. Chưa hùng đúng không? Phụ nữ hùng anh chưa? Cũng chưa em. Chưa luôn. Mới hùng em đó. Hỏi coi. Hùng tay các thường nó thơm. Cảm xúc sao anh? Nói vậy tao tay chỉ thơm em mới. Vậy là mất nụ hôn đầu tiên rồi nha. Dễ thương lắm nhưng mà không biết giờ em không biết diễn tả làm sao nữa. Thôi bây giờ kéo màn lên. Cứ gặp là biết. Mà anh nhát quá à. Trời nhát mưa. Đâu cần quá dạng đâu. Một hai ba nhà qua hung liền nha. Hiểu không? Hả? Hơi cay dữ anh ơi. Hả? Kỹ vậy ông kỹ. Nói từ từ anh ơi. Gì từ từ? Từ có hai người mới hung được. Rồi mà hai, ba. Ơi. Làm gì chào. Có món quà anh tặng em nè. Trời, gặp phụ nữ mà giống như chào má đi học mới về. Thôi không được. Hả? Từ từ cái gì, từ từ anh ơi. Không đại đi, không hôn tôi không à. Hả? Tới đây, anh không đi. Chị ơi, bây giờ chị, cái cảm xúc của chị khi mà nhìn thấy ảnh thì trong chị cảm thấy như thế nào? Cứ nói đi anh sao, em cứ nhận xét. Thấy anh nhát á. Thì anh nhát nhát lắm, anh hiền. Bây giờ hai người nắm tay vô thử cảm giác thế nào. Kệ nó không sao, đây nè, nắm chặt. Nắm im nha, không buông nha. Thử coi cảm giác sao, giữ im nha. Cảm giác sao? Bình thường lắm. Gì nắm tay không có cảm giác gì hả? Trời đất ơi, nãy hôn tay cái tường nó thơm. Chị thấy sao, chị cứ nói đại trong người chị cảm nhận ảnh sao? Tức ông này quá trời luôn vậy đó. Anh cảm nhận quá. Anh nhát quá. Em thì không thích người nhát, em thích là phải mạnh dạn hơn em. Thấy đó. Chưa, mạnh dạn lên. Đúng rồi, em nhát. Vậy thể hiện cái gì đừng nhát đi. Em là em cũng thiên về cảm xúc. Nếu em có cảm xúc thì em mới nhấn nút. Dạ. Trời ơi, nói nghe, phụ nữ phải nhìn thẳng đôi mắt để tìm hiểu chứ nhìn đâu lấy ngoài không vậy. Thôi mặt mày đỏ ao hết trơn, máu nó dồn nó tới lỗ tai luôn rồi nè. Bởi vì em nhét cái mình đùng đúng không? Nói gì đó, em gặp phụ nữ em không biết nói gì, em chỉ hỏi thôi. Bây giờ anh nói một câu thôi nè, một câu thôi, kết thúc liền nè. I love you. Nói thử rồi, nhìn thẳng nói thử coi. I love you. Có gì đâu khó đâu. Bây giờ con trai là gặp phụ nữ là quỳ xuống cầu hôn, anh làm được đó không? Này mới quen bình thường rồi chứ chừng nào mình cảm thấy sâu động mới cầu hôn chứ anh. Đúng rồi. Chứ tự nhiên cái mới gặp nhau cầu hôn sao được? Ai mình phải lại, mình phải từ từ mình mới cầu hôn. Ví dụ mà tình cảm hai người tìm hiểu nhau mới cầu hôn chứ anh.
Rồi hết giờ. Hết thời gian. Suối quá trời suối luôn vậy đó. Dạ, đặt tay ra sau ghế anh nha. Đặt tay suy vô nghĩ nha. Bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Đồng ý hẹn hò thì bấm nút. Không đồng ý hẹn hò thì không cần bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời chị. Mời anh. Xích xích vô. Lý do tại sao chị không đồng ý nhấn nút chọn ảnh? Em thấy ảnh rất là dễ thương mà. Cảm giác như không có cái gì cảm xúc lắm. Không có cảm xúc lắm. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với chị? Thì em thấy cũng tuổi tác cũng hợp nhau thì được thì mình lấy về. Nói em thấy không, nhát quá thì nó cũng không có thuận lợi lắm. Nhát về hoài ế luôn á. Thay mặt chương trình thì xin chúc anh chị sẽ tìm được một nửa của mình. Có thể ở đây hai anh chị không có kết đôi với nhau, nhưng mà biết đâu đó khi tham gia chương trình thì nó có nhiều cái cơ may khác sẽ đến với mình. Mong rằng anh chị sẽ tìm được hạnh phúc. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Nhược điểm của em là gì? Em cũng không biết. Ưu điểm là gì? Em cũng không biết luôn. Trời đất ơi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem anh chàng thứ hai có nhát gái bằng anh chàng thứ nhất hay không. Thả màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời. Chào em, mời em ngồi. Chào em. Em tên là gì nè? Em tên là Yến Vi, năm nay em 22 tuổi. Vi hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm sinh viên đại học năm cuối của ngành kế toán chị. Rồi, xin mời chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến Quyền Linh và chị Cát Tường, người ấy và các khán giả ngồi trong phim trường ngày hôm nay. Em có nhát gái không? Dạ, em nhát lắm anh ơi. Nhát lắm? Dạ, mới vô là chào người ấy rồi. Dạ, tại vì tham gia trò chơi mà tham gia cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi mình phải chào luôn người ấy. Nếu không em chào anh rồi chào chị, chào khán giả không chào người ấy thì nó kỳ quá. Vì tại sao bạn biết chương trình này? Dạ, thì em được biết đến chương trình đó là do em có một người bạn thường xuyên xem chương trình này. Xong rồi bạn mới nói là mày xem đi, vui lắm, chương trình nó hay lắm. Xong em xem em nói bạn chứ chắc tao đăng ký chương trình này quá à, chứ để mai mốt mà đi làm chắc là ế thiệt luôn rồi, nên là bây giờ phải kiếm trước. Có nghĩa là thật sự bạn muốn đến với chương trình để tìm được một người bạn trai cho mình. Dạ. Tại vì đây là một chương trình rất là thực tế, muốn hỗ trợ giúp cho những cái người có hoàn cảnh mà họ không thể tìm cái người bạn trai của mình. Dạ. Chứ hồi nãy nghe bạn nam bên kia nói với chương trình này là trò chơi là không phải. Ở đây đến đây là nghiêm túc, chân thành để tìm một cái người bạn, thậm chí là bạn đời cho mình thì mới là mới đúng với cái ý nghĩa của chương trình. Em cũng hy vọng được vậy á chị. Hy vọng như vậy ha. Dạ. Vì chị nói thiệt luôn á là chị nhìn em như là hot girl vậy đó, mà em nói em không có bạn trai là chị thấy nó hơi vô lý. Dạ, cái đây nói thiệt chị. Nói thiệt? Dạ. Học trong trường không có bạn bè, có ai để ý hết trơn hả sao? Dạ, tại vì em học là em học ngành kế toán chị. Thì lớp em chỉ có 5 bạn nam thôi. Mà đến 70 bạn nữ lận. Cho nên là cái tỷ lệ mà để em gặp các bạn nam đó rất là ít. Mà em á là thuộc dạng là đến giờ học thì em đi vô trường em học, xong rồi tới hết giờ em đi ra em về. Không có đi đâu, không tiếp xúc với ai hết trơn chị. Từ trước giờ em có mối tình nào chưa? Dạ cũng có chị. Mình chia tay bao lâu rồi? Cách đây 3 năm. Là suốt 3 năm qua là không hề có quen một người nào hết? Dạ không. Đấy, bên kia 3 năm rồi chưa quen ai. Bạn ấy là kế toán, còn bạn làm nghề gì? Dạ em đang hoạt động trong ngành du lịch em. Du lịch? Dạ. Bạn làm du lịch lâu chưa? Dạ cũng được khoảng hơn 5 năm rồi anh. 5 năm rồi, hai mấy tuổi? 27. 27 tuổi làm du lịch 5 năm rồi. Tôi nghĩ rằng cái ngành này được tiếp xúc rất là nhiều người. Với lại bạn cũng khá điển trai nè. Tại sao mình lại chưa tìm được mối tình cho mình? Có lẽ bạn hơi khó về tìm cái người đi chung với mình con đường, đúng không? Dạ. Yeah. Vậy theo bạn, bạn tìm một cái người như thế nào mới hợp với bạn? Cái này cũng khó nói lắm anh. Khi mình gặp mình thấy thích là mình thích thôi. Không đưa tiêu chuẩn nào hết. Dạ đúng rồi, không có đúng sai và không có tiêu chuẩn. Vi thì em thấy em là người như thế nào? Bản thân em tự nhận xét về mình. Em thấy em sống rất là tình cảm, rất là biết quan tâm đến người khác, mà dễ thông cảm thấu hiểu lắm. Đặc biệt là giống như là thuộc dạng mà mấy người mà ế
thì thường hay là tâm lý lắm hay sao chị, cho nên là ai gặp vấn đề rắc rối tình cảm gì á cũng hỏi vô em hết trơn. Ủa là sao, em đã không có thì em làm gì có kinh nghiệm gì mà người ta hỏi em? Dạ. Rồi mỗi lần vậy là em tư vấn cho người ta được không? Dựa trên tâm lý mình tư vấn chị. Ủa em làm tâm lý lắm hả? Vậy ngồi ghế chị Cát Tường luôn đi. Em làm tâm lý lắm hả? Dạ cái kiểu như là em cũng hơi nhạy cảm á chị. Nên là mình dễ nắm bắt tâm lý của người khác. Một lát nữa em phải nắm bắt tâm lý của anh bên kia thử coi làm sao nha. Anh đi làm du lịch mà rất là tâm lý. Em đến với chương trình em tưởng tượng em mong muốn là người bạn trai của mình là người như thế nào? Bạn cao hơn em khoảng 1m7. 1m7? Dạ. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao có 1m59. 7 mấy? 1m59 làm gì đòi tới 1m75 như vậy? Tại em thích mang giày cao vậy mang lên mà nó 1m7 rồi. Ủa bên kia cao nhiêu? Bên đây cao có 1m67 à, được không? 1m67 được không? Vậy chắc em phải về em từ bỏ mang giày cao gót quá. Đó được, bên đây ta dễ chịu lắm, cái nào cũng được hết á. Bên đây giống giống Minh Béo à, được không? Hả? Lỡ vậy rồi đi với nhau rồi người ta nói là số mùi rồi sao? Đâu có sao. Vậy em thích làm sao? Em thích vậy vừa vừa thôi chị, đừng ốm quá nhưng mà cũng phải có da có thịt xíu. Bây giờ em không thích cái gì? Điểm gì ở người bạn trai? Dạ không thích người hút thuốc. Em không chịu được cái mùi đó. Có không? Có hút thuốc không? Dạ có. Có. Có rất là lớn. Em cũng bỏ bớt rồi anh. Bỏ luôn đi em. Dạ. Bỏ luôn đi. Nhược điểm của em là gì? Em cũng không biết. Trời ơi. Ưu điểm là gì? Em cũng không biết luôn. Trời đất ơi, đó giác quan thứ 6 của em đó, em cho chị biết cái người bên kia hơi bị không có chủ kiến gì hết trơn á. Bây giờ là anh bên kia ngoại hình đồ mọi thứ là ưng ý hết rồi. Dạ. Bây giờ anh hút ngày tới 2 gói thuốc, bây giờ em xử trí thì sao? Anh phải hả, từ bỏ hay sao chứ không lẽ giờ mỗi lần mà em mà ngồi nói chuyện với anh em phải đeo khẩu trang thôi. Rất là thông minh. Câu, dạ. Câu này được á, câu này hay nhất trong đúng không? Hẹn hò cứ vô cứ ngờ, anh cứ ngồi nói vậy anh làm đây, ta ngồi ta đeo khẩu trang. Không lẽ giờ tất cả các bà vợ có những ông chồng hút thuốc khi nói chuyện đeo khẩu trang hết hay sao? Dạ cái đó thì anh chồng nếu mà thương vợ phải từ bỏ với anh. Ừ. Dạ. Hay á, câu này hay nè. Rất là thông minh. Câu này nhiều phụ nữ học hỏi. Cảm ơn em rất nhiều. Anh bên kia nói thì thôi chứ anh làm du lịch anh lanh lắm. Dạ. Ha, anh cũng thông minh lắm đó. Có nhát gái không? Du lịch mà sao nhát được chị? Không có nhát đâu, nói chơi thôi chứ không nhát đâu. Chào chị. Vậy mà nhát gái đó hả? Gì chớp chớp tôi chi vậy? Dạ, không phải, thấy chị qua bất ngờ của em run. Lanh quá hả? À. Có tài giặt gì không? Dạ, có tài. Bạn em nói là em lanh lắm, tài lanh. Có tập gì không? Ít một người không có thấy được khuyết điểm, không có thấy được ưu điểm gì hết của mình. Bây giờ tôi hỏi một câu cuối cùng nè, mục đích đến với chương trình để làm gì? Dạ, tất nhiên bạn muốn hẹn hò thì em đến đây là để tìm một người đó. Nghiêm túc nha. Dạ. Thiệt khó lắm à. Nghiêm túc không? Dạ chị đẹp mà chị khó quá. Vậy chị mới làm mai làm mối cho người ta được chứ, chị ế nè. Khó mới ế chứ. Đâu đứng lên coi coi. Cao nhiêu? Cũng hơi cao cao chút xíu rồi chị. Nhiêu? 1m78. Bớt đi, mang giày có độn kìa. Dạ không, mang giày là có độn mà lên 1m8 á chị. Cái gì cũng được mà tôi thấy cái mặt không có chân thành. Nhìn thẳng cái mặt tôi lên. Mắt nhìn mắt. Không khó chớp lắm. Không chớp mắt. Làm gì mà chớp liên tục vậy? Khó quá ha. Mắt nó liền à. Không có được gì hết trơn. Dù gặp bên đây khó quá anh. Bực mình. Hay, bây giờ có lẽ mình gặp nhau đi. Chàng trai bên đây nó úp úp mở mở vậy, bên kia mới tò mò ha, đúng không? Kéo màn lên, chứ chị khó nói lắm, bây giờ chị làm mai mà. Dạ. Mà không lẽ bây giờ chị dù dập người ta quá đâu có được. Chị là chị thấy không được rồi đó. Trời đất ơi, làm mai mối kỳ vậy. Có cái đôi khi nó không được nhưng mà nó lại là được nha. Rồi, nhìn nhau thì sẽ hiểu nhau thôi. Bắt đầu. Không có chớp mắt lìa lìa nha. Chào anh. Chào bạn. Dạ, anh đi du lịch nhiều vậy mà thật sự là không có người yêu, không quen ai hết hả? Ngày nãy Phong cũng nói rồi, Vi không nghe hả? Dạ nghe. Ý là anh nói là tiếp xúc với nhiều người chưa hẳn là sẽ quen nhiều người, mà không lẽ giữa tại, bao nhiêu người đó. Tại vì Phong không đó. Phải là người dễ dãi. À là khó tính đó đúng không anh? Không, không phải dễ dãi, không có nghĩa là khó tính. Anh không phải người dễ dãi nha Tường. Anh đừng có cố gắng. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Vi thường thích làm cái gì? Dạ lúc rảnh thì cuối tuần em đi cà phê với bạn bè. Tối nay đi ha. Chưa biết tối nay rảnh.
Vậy anh đi làm du lịch thì mất nhiều thời gian như vậy thì anh có thời gian rảnh nhiều không ạ? Tùy theo tháng. Dạ. Tại vì có người cái tháng cao điểm thì người ta đi nhiều thì mình mới làm nhiều. Lỡ mà mình hẹn hò rồi anh không có thời gian nhiều như vậy rồi... Không, ít nhất mình đi cũng phải về chứ đâu phải đi cả tháng mới về đâu Vi. Em đi du lịch Thái Lan nhiều, em có mời bạn này Thái Lan chơi không? Dạ, nếu có thể anh. Có thể là có thể. Em quyết định như sao có thể được? Không, mình quyết định như mình muốn mời nhiều khi người ta... Nhưng mà giờ em có mời không? Mình mới nhiệt tình mình mời chứ. Bây giờ em mời cà phê mà người ta chưa đồng ý lấy cái gì mà nhưng em mà mời đi cà phê Thái Lan. Thích đi Thái Lan đi ba người luôn á. Cài hàng không? Gài gài. Trời ơi. Sao giờ định mời bạn gái đi du lịch đâu không? Để sao đi chị ơi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bây giờ mình chỉ cảm xúc thôi, chúng ta không muốn quyết định hay không. Đây. Hẹn hò hay không hẹn hò. Suy nghĩ thật kỹ mời nha. Hai bạn đặt tay vào nút bấm. Mình phải thật sự chín chắn và suy nghĩ. Nếu là đối tượng mà thấy nãy giờ tim mình có đập thình thịch phù hợp, cho một cơ hội để tìm hiểu nha. 1. Nó liếc tôi kìa. 3. Hết giờ. Lý do tại sao em không đồng ý chọn bạn trai đó? Tại vì cái cảm giác đầu tiên chị, như giác quan thứ 6 của em chưa mách bảo là đây là người hợp với em. Rồi em thì sao? Dạ, mọi sự tùy duyên đó chị. Nhưng mà biết đâu bây giờ trên chương trình này không chọn, nhưng mà sau chương trình này thì chưa biết được. Rất là tự tin. Ta cho tràng pháo tay để cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Vậy thì thế nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, chưa nắm tay với chị Hùng. Chưa được nắm tay luôn. Vậy chưa. Rồi xin mời bạn Nam. Chào bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em xin chào Quỳnh Linh và toàn thể quý khán giả trường quay. Em tên là Hoàng Vinh. Hoàng Vinh, dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em 22 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta, xin mời bạn. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Hạ, Lê Thị An Hạ. Hạ. Năm nay em 22 tuổi. 22 luôn, bên kia dạ. Cũng 22. Mình làm nghề gì hả? Dạ em tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế trường xã hội nhân văn ạ. Hiện tại giờ mình đã có công việc làm gì chưa? Dạ hiện tại em đang làm giáo viên ở trung tâm Anh ngữ ILA ạ. Còn bạn bên đây, bạn ngoài cái việc đi học ra bạn còn làm thêm gì không? Dạ cũng rất là trùng hợp là em cũng có cái nghiệp đi dạy. Dạ, hiện nay em đang dạy ở trung tâm Anh ngữ Planet ở ngoài Thủ Đức ở quận 9. Dạy tiếng Anh đó hả? Dạ. Ủa bên đó cũng dạy tiếng Anh luôn hả? Hai dạ, bên rồi. Giống nhau hả? Vậy hai bạn nói chuyện bằng tiếng Anh, hai bạn nghe luôn đi. Bạn có lập kế hoạch gì cho cái chuyện hôn nhân, nhà cửa, con cái gì không? Dạ hôn nhân thì em chỉ muốn gặp ai cưới một người phù hợp và đặc biệt là có cùng quan điểm em về cái vấn đề giáo dục. Là sao em? Chị chưa hiểu cái vấn đề giáo dục là sao? Quan điểm của em giáo dục là nó phát triển con người, làm sao mà để cái người đó có thể phát triển được cái điểm mạnh của mình. Có nghĩa không nhất thiết là người này phải mạnh điểm này hoặc là mạnh tất cả mọi thứ. Ví dụ như nếu mà con em thì em sẽ coi thử coi là con em nó giỏi cái gì. Cũng giống như học trò của em, giỏi cái gì thì em sẽ cố gắng phát triển cái mạng đó. Có nghĩa là một người có thể giỏi cái này nhưng mà sẽ yếu một cái khác. Dạ. Chứ không thể nào mà toàn diện được. Dạ đúng rồi. Bạn có đồng ý như vậy không? Dạ đồng ý ạ. Em thấy bạn nữ bên kia là một người khá là hiện đại và có nhận thức rất là tốt. Bạn thích người phụ nữ hiện đại hay là người phụ nữ gọi là truyền thống? Dạ hiện đại. Dạ nhưng mà đôi lúc cũng cần một tí truyền thống. Rồi vậy là bên đây hợp luôn. Bên đây là vừa hiện đại vừa truyền thống. Đảm bảo bạn nhìn là bạn chịu liền. Nếu như bây giờ mà bạn chọn một cô gái nào đó hợp với bạn, bạn yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng yêu bạn. Dạ. Nhưng gia đình bạn không đồng ý. Dạ thì vì em cũng là con trai út duy nhất trong nhà cho nên là nhưng mà em phải thuyết phục, cố gắng thuyết phục gia đình. Tại vì cái lý do mà thì bây giờ cuộc sống nó cũng hiện đại rồi. Còn cái chuyện mà ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nó cũng không có phù hợp nữa. Cho nên là em phải đấu tranh cho đến cùng cái lý do đó. Nếu mà nó là không còn cái đường nào để mà thay đổi nữa thì có thể em sẽ đành phải hy sinh, phải theo gia đình thôi. Rồi, một con người hiện hy sinh theo ai? Dạ, theo gia đình. Ồ, vậy còn Hạ,
Hạ, chị thấy Hạ rất là xinh, rất là năng động, rất là hiện đại mà cũng rất cổ điển luôn. Cảm nữa chị. Bạn kết hợp rất là gu của bạn rất là lạ. Nhưng mà như vậy mà bạn nói bạn ế thì mình lại không tin. Bạn nghĩ tại sao, lý do mà sao bạn ế? Chắc là tại cái kiểu của em nó ưng ưng dở dở, nó không có truyền thống quá mà nó cũng không có hiện đại quá. Cái tư tưởng của em thì tư tưởng hiện đại nhưng mà em vẫn rất là muốn giữ những cái truyền thống rất là hay của người Việt Nam mình. Nên là chắc là chưa có ai cảm thấy hợp với cái kiểu dở dở ưng ưng của em. Từ đó giờ mình có mối tình nào chưa? Say nắng thì có, thích quá thích lại thì có, nhưng mà nghiêm túc để mà hẹn hò thì chưa. Là chưa có một cái mối tình nào thật sự. Vậy chưa? Hôn nhau được, hôn cái nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, chưa nắm tay với chị Hùng. Chưa được nắm tay luôn. Vậy chưa luôn. Wow. Bạn trai có mối tình nào chưa? Dạ, tính đến hệ tiệm hiện tại thì em đã qua được hai mối tình. Hai mối tình? Một cái là hồi cấp 3 còn ngây thơ, cũng chẳng làm gì hết. Vậy là cái cuộc thứ hai có làm đúng không? Dạ, thứ hai thì cũng kéo dài được gần 3 năm. Làm gì chưa? Dạ thì cũng nắm tay hôn bình thường. À, mình tự thấy mình là người có ưu điểm như thế, ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm thì bạn bè nhận xét là tâm lý, biết quan tâm tới mọi người. Rồi về khả năng thì em biết vẽ, biết hát. Rồi biết dạy học tốt. Nên là nếu như mà lập gia đình sau này thì chắc là con em nó cũng được giáo dục tốt. Muốn đẻ mấy em? 3-4 đứa rồi đó. Gì dữ vậy? Trời ơi, bên kia có đáp ứng nổi không? 3-4 đứa được không bạn? Dạ chắc được chị ơi, chứ dùng thêm thực phẩm chức năng. Tôi hỏi có nuôi nổi không? Nuôi thì nó phải mình em chị, cũng phải hai người họp lại chứ. Hùng nuôi. Dạ Hùng nuôi. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì em rất là tình cảm nhưng mà khi mà nói chuyện đôi lúc rất là khô, rất là cứng và nhiều khi rất là ngang bướng. Bên đó là nói ưu điểm khuyết điểm, còn bạn tự nhận thấy thế nào? Về mặt ưu điểm thì em cũng khá giống bạn, là người cũng tình cảm, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ. Một khi là đã yêu rồi, nó quan tâm rất là nhiều. Và cũng có tài lẻ như hát vẽ, có kiến thức về ngoại ngữ với lại mô tô. Tại em rất là thích mô tô, thích đi phượt này nọ. Dạ. Còn khuyết điểm? Đôi khi em hơi bị dễ bị sượng, với lại có thể là hơi nhát. Hơi nhát với đối với người lạ, nhưng mà đã quen rồi thì không có gì nữa. Quen là tới luôn đúng không? Hy vọng là hôm nay bạn không có sượng bữa nay bạn nấu chín luôn nha. Dạ dạ. Vậy thì mình có mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Mình có đặt ra cái chuẩn gì không? Cái đầu tiên giống như em nói là phải có quan điểm giáo dục giống như em. Rồi. Và phải tôn trọng em. Rồi. Và phải hiểu biết. Tại vì đối với những hiểu biết em không biết sao mà em có cảm tình rất lớn. Và em những cái người mà em đã từng thích á, em thấy là bởi vì người ta hiểu biết rất là nhiều nên là em ngưỡng mộ trước và em thích luôn. Rất là lưu loát, rất là năng động. Không thích điều gì ở người đàn ông? Thứ nhất là thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Cái người đó đúng là không thích rồi. Dạ. Còn gì nữa? Không đúng giờ. Nhiều khi ta trễ thì sao? Trễ 5 phút, còn không thì phải báo. Còn nếu trễ 10 phút thì sao? 10 phút cũng phải báo. Trễ được 3, nếu trễ người yêu của bạn trễ 3 lần thì bạn sẽ xử lý thế nào? Dạ, nghỉ chơi. Nghỉ chơi luôn? Dạ, người ta không tôn trọng bản thân, người ta không tôn trọng thời gian của người ta thì người ta không thể nào tôn trọng người khác được. Cảm ơn bạn. Nghỉ chơi nếu như trễ 3 lần. Hiện đại hay là cổ điển? Cổ điển có, hiện đại có, áo dài cách thân đẹp. Bên kia ta mặc áo dài đó. Vậy mặc áo dài khăn đóng vô nha. Bên kia nói là trễ 3 lần là chia tay luôn, nghỉ chơi luôn. Dạ. Về ngoại hình, bạn có cái chuẩn gì không? Dạ, ngoại hình thì dễ nhìn là được, nhưng mà đẹp trai là ưu thế. Nếu như mà... Và đặc biệt là em thích con trai cao hơn em và hơi lớn chút, nhưng mà đừng có đô quá, nhìn rất là sợ. Đô là sao? Ý là người cơ bắp á, nhìn ghê lắm. Vậy hả? Nhìn ta tốt hết trơn, được hết trơn mà tay chân ta cuồn cuộn là cho người ta nghỉ chơi luôn. Em cảm thấy sợ lắm, tại vì lợi như bạn nó buồn buồn mà ấy tát em cái chắc em chết. Bên đây, bên đây đi đát vậy. Bên đây phà ngoại hình giống Phạm được không? Vậy chắc không dám. Tại em nhỏ xíu. Dạ, à. Dạ chị Cát Tường. Gồng lên coi. Đồ quá, bớt, đồ quá. Dạ không, em cũng nghỉ tập gym 2 tháng mấy rồi chị. Không sao được nhiêu? Dạ khoảng 1m71, 1m72 gì đó. Dạ được rồi, tại vì bên kia không có thích người thấp. Bạn không thích gì ở người bạn gái? Không thích người bạn gái xòe xòa, là nghĩa là không có biết chăm sóc bản thân. Bạn bên kia không có xòe xòa, tôi biết. Dạ. Chắc luôn. Bảo đảm, chuẩn. Dạ, cái thứ hai là không thích người bạn gái mà trẻ con quá, không biết suy nghĩ. Không hề, thấy nãy giờ nói. Dạ. Chuyện không? Còn cái thứ ba là không thích người bạn gái mà chấp nhận nhiều thứ quá. Cái gì cũng giận, cái gì cũng giận mệt lắm. Cái đúng người ta phải giận chứ. Thì đúng thì mình phải chịu, còn cái gì mà cũng giận, ví dụ là đi trễ 2 phút đi.
Không lẽ đang chạy xe ở ngã tư, anh có khoảng 2 phút nữa mới tới được nha. Vì nó rất là kỳ. Thì mình tới sớm trước 2 phút đi. Dạ, đôi khi có chuyện mình không có điều chỉnh được sao chị? Đôi khi có, đôi khi thôi, chứ mình đừng có để nó trở thành 3 lần là không được nha. 3 lần không được. Dạ. Thấy bên này là quá trời tuyệt vời luôn á. Bạn mà làm quen được bạn mà hẹn hò được với cô này á thì tôi thua bạn gì, tôi đãi bạn chầu chè luôn. Trời ơi. Làm gì? Chầu chè. Ngon lắm mà. Tình yêu lẽ lấy chầu chè đi cá. Quan trọng cảm nhận thôi. Thôi về bển đi, về bển. Ý là bên đây người ta ngon lắm, bên này là cua. Hả? À, trước khi hai đứa em thấy mặt nhau, em muốn nghe là bạn nữ hát một đoạn hát bằng tiếng Anh. Em hát được thôi nhưng không hay đâu nha. Rồi xin mời bạn. I'm just a little bit girl lost in a moment. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried and I don't know why. Rồi bây giờ đề nghị các màn lên. Hai bạn sẽ nhìn nhau. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Ê chào anh. Ê chào bạn. Rồi chào bạn. Anh cũng được mà. Chào An Hạ. Hai người nói tiếng Anh nhau 1 phút nghe thử coi chơi cái coi. 2, 3 bắt đầu. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So my name is Vinh and of course although I don't have any certification about English, but I have a real passion for teaching and learning English. Mm-hmm. So I have 2 years experience from teaching English. The first time I teach English in a house of my friend. He's come from New York. Uh-huh. Yeah. And how about you? You teach him or he gonna teach you? I support to him to teach for his students. Ah, mm-hmm. Okay, got it. Yeah, and actually, the certificate is not important. Yeah. It's just your ability. Mm-hmm. Chúng ta đang xem chương trình nói tiếng Anh trên bàn. Thank you. Chi vậy? Chi cho loại cái mặt mình da vậy? Nói cái mặt tôi nó lãng như sao tôi không hiểu. Chi no, vậy? Excuse me. Sorry. I am no speak English. Rồi, tiếp Việt, tiếng Việt. Dạ, tiếng Việt. Bạn có thích đi phượt không? À, rất là thích đi phượt luôn. Đi phượt luôn hả? Và con cái nữa cũng thích mô tô luôn. Ồ. Oh. Thế bạn cũng khá là cao, chứ là khoảng cũng... Không cao đâu. Không cao. Bạn thích con trai uống bia hay nhậu nhẹt gì không? Uống hay là làm cái gì thì nó cũng phải có mức độ của nó. Và nhắm làm sao mà mình kiềm chế được là được rồi. Không có lầy đúng không? Đúng rồi. Rồi bạn có thể uống được không? Uống được nhưng mà ít à? Nói chuyện tình cảm đi, cấm nói chuyện bia rượu. Bây giờ mình hỏi bạn nha. Còn nếu như bạn có con thì bạn muốn dạy con như thế nào? Nếu là con trai thì sẽ hướng theo cái gì đó nó mạnh mẽ và tự lập. Còn nếu là con gái thì sẽ hướng theo cái thiên phú của nó. Rồi. Hết giờ. Rồi. Bây giờ hai bạn đặt tay vào một nút bấm đi. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng điểm, chọn hay không chọn? 1 2 và 3. Hết thời gian. Quên, có quà tặng bạn. À, cảm ơn bạn rất nhiều, tại hôm nay đi vội quá cho nên là cũng không có chuẩn bị được cái gì. Quà gì vậy bạn? Dạ, một cuốn sách. Ví dụ ta yêu nhau. Ví dụ ta yêu nhau. Dạ. Bây giờ thật rồi đó, đâu có ví dụ nữa. Thì chưa yêu mà, mới hẹn hò thôi mà. À, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay và... nắm tay nhau. Đi xem phim. Xem phim, vé xem phim. Đây. Rồi, nắm tay nhau, đi gửi xem phim. Gửi tặng bạn... Nắm này hả? Những cái vé xem phim. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mời hai bạn. Con là có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người á. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á, chồng quốc danh của con á. Con có mê Hà Anh Tuấn không? Con thì không hay nghe nhạc mấy. Con thì muốn một người yêu thấp hơn con cỡ tầm 1m55 đến 1m6 ạ. Tóc dài xíu, tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu công giống công chúa quá. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Em
Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi coi nào. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, chào bạn bên cạnh và chào tất cả mọi người ạ. Con tên là Trần Thị Ngọc Yến, năm nay con 24 tuổi. Hiện tại con đang làm nhân viên văn phòng. Dạ. Ở đâu con? Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy Yến? Dạ, con làm ở quận Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Mời bạn trai. Chào chú Quyền Ninh và cô Hồng Vân ạ. Chào con. Chào bạn gái bên kia ạ. Con tên gì? Con tên Đàm Văn Phương ạ. Phương. Con làm gì? Hiện tại con là một lập trình viên ạ, 25 tuổi. Quê thì ở Lâm Đồng ạ. Hiện tại thì đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Con nhớ bạn gái tên bên đây tên gì không? Dạ, chưa, chưa nghe rõ ạ. Con nói lớn lên tên của mình đi, cho bạn nhớ. Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Yến. Yến nha, Yến còn bệnh là Phương, nhớ mà, chưa? Yến Phương, Phương Yến. Rồi, con nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Yến. Dạ, điểm mạnh của con là có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người á. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Con dễ thương mà, chỉ có hơi bé bé xíu xíu, chiều cao chút xíu thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Mời Phương. Con nói qua về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cái điểm mạnh của con ấy thì chắc là có nghĩa là con thích lập trình, các cái ngôn ngữ lập trình, có thể thích học hỏi các cái ngôn ngữ lập trình và các cái tìm hiểu các công nghệ mới, chăm chỉ, gọi là chăm chỉ luyện tập để có thể làm tốt công việc của mình được giao. Cái điểm yếu thì chắc có nghĩa là bị mù đường ạ, mù đường với cả là hơi bị nhát một xíu ạ. Hơi bị nhát, tức là con tập trung vào chuyên môn rất là tốt đúng không? Được, đúng ạ. Ngoài chuyên môn thì con hay bị nhát. Rồi con có mấy mối tình rồi Phương? À, có một mối tình ạ. Một mối tình hả? À. Bao lâu? Khoảng 6 tháng ạ. 6 tháng hả? Như sao chia tay mới có quen 6 tháng hả? Tại vì lúc đấy là lúc mới ra trường thì là con tập trung khá nhiều vào công việc ạ. Thì lúc đó thì cũng không quan tâm đến bạn nữ. Thế cho nên là dừng lại ạ. Ở thế. Rồi. Mà nhà gái? Còn con sao Yến? Dạ con một mối tình đơn phương. Con đơn phương hả? Dạ đúng rồi. Đơn phương bao nhiêu lâu? Đơn phương một năm, hồi cấp 3 thôi ạ. Hồi cấp 3 hả? Anh đó là học lớp mấy? Dạ bằng tuổi. Bằng tuổi, có chung lớp không? Dạ không. Không hả? Dạ. Khác lớp hả? Dạ đúng rồi, kiểu giống như là bạn bè chơi thân quá. Xong rồi kiểu đùa giỡn nhưng mà không biết. À, dạ. Yêu nào không hay, thế cái bạn đó như thế nào? Đó là mẫu người lý tưởng của con hả hay sao? Về ngoại hình? Con nghĩ chắc vậy. Chắc vậy phải không? Con mong muốn cái người bạn bên rào á, con có muốn giống cái mẫu hình lý tưởng đó của con không? Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á. Giống Hà Anh Tuấn hả? Ồ. Chồng quốc danh của con á. Chồng quốc danh của con á. Chồng quốc dân của con đó hả? Wow. Có nghĩa là phải có đeo mắt kiến nè. Có không? Đeo cũng được, không đeo cũng được. Ừ, ốm ốm, xương xương, người hơi roi roi ha. Mà đây có cần hát hay không? Dạ, không, không cần. Không cần. Ủa vậy con thích Hà Anh Tuấn ở điểm nào? Kiểu chín chắn. Rồi kiểu con không biết nữa nhưng mà con thấy mê. 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 Mê Hà Anh Tuấn. Rồi cô coi bên đây là Hà Anh gì? Hà Anh Phương. Hà Anh Phương. Chào con. Con nghe bạn gái nói giờ bạn gái mê Hà Anh Tuấn, con thấy nhói lòng không? Con có mê Hà Anh Tuấn không? Dạ con thì không hay nghe nhạc mấy. À vậy đó hả? Ừ. Tức là thần tượng của người ta mê. Thì bởi vậy mới hỏi cảm xúc. Tại vì có những người á, họ nghe xong họ cảm thấy là họ nhói lòng. Nhưng cũng có người á, là nghe xong là đã hơn, thích hơn. Đâu có gì vì nhói là lòng chung đâu. Chung một idol á, con hiểu không? Đó là một thần tượng. Idol thì mãi mãi là idol, không thể là của mình được. Rồi con muốn người yêu thế nào con nói cho cô Hồng Vân biết đây nè. Con thì muốn một người yêu kiểu thấp hơn con. Thấp hơn con cỡ tầm 1m55 đến 1m6 ạ. Tóc dài xíu. Thân hình nhỏ nhắn, dễ tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu không giống công chúa quá. Không giống công chúa quá đúng không? Con có thần tượng ai không? Đó, tôi đang tính hỏi câu đó đó. Thần tượng thì là con thích cái chị Min ấy, ca sĩ Min, tức là chị Ngầu, nhìn chị Ngầu. À Min, con có thích chị Min không? Con có biết chị Min không? Dạ có nghe nhưng mà không quan tâm lắm á. À vậy hả, là mỗi bạn một dòng nhạc khác đúng nhau á. Đúng rồi, dòng nhạc khác nhau. Bây giờ thì để tôi qua tôi coi nhà gái cái đây con. Đây mời ông. Chào chú đi con. Chào chú. Chào nít con. Ăn nít ăn hoài không lớn á. Ừ. Con không thích điều gì đàn ông? Ở dơ ạ. Ở dơ hả?
Ôi sao, hôm nay tôi thấy mấy bạn gái cứ không thích đàn ông ở dơ. Đúng rồi. Bộ giờ thời đàn ông bận quá ở dơ lắm hả? Ai mà thích ở dơ? Không có đâu con. Đôi khi ta lao động ta mệt mỏi rồi, người ta làm biết tắm khi cô chưa có gia đình thôi. Chứ về nhà ta vẫn tắm sạch sẽ chứ ai đâu mà ở dơ. Con đi với ai? Dạ con đi với cái bạn đồng nghiệp ạ. Bạn đồng nghiệp hả? Dạ. Rồi mời bạn đồng nghiệp cho ý kiến nào. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân chào và con. Mọi người trong trường quay ạ. Ừ. À, thì chị Yến á, thì em thấy là cũng rất là đúng với mẫu người lý tưởng của anh luôn rồi đó. Có thể là khi mà anh gặp thì anh sẽ thích chị, bởi vì chị rất là dễ thương. Tính cách chị cũng rất là hoạt bát, nên là nếu mà tính cách của anh nhút nhát á, thì anh có thể tìm hiểu thêm về chị, bởi vì chị rất là hòa đồng với mọi người. Còn ảnh sao? Theo con thấy á, thì bạn nam cũng được ok. Ok, được ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn con. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với đứa bạn ạ. Dạ con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Xin chào quý vị khán giả. Con thấy bạn nữ bên này rất là xinh và dễ thương. Thấy hai người cũng khá phù hợp. Nên là hai bạn hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Dạ, con có bồ chưa? Dạ, con chưa có. Chưa có đúng không? Lần sau đăng ký chương trình nghe không? Dạ. Rồi mở rào. Bắt đầu đi. Anh có một bó hoa sáp gì tặng em? Dạ, anh cảm ơn, anh có món quà tặng em. Nè, nè, cô hỏi con nè, nhỏ bé vậy là đủ với con chưa? Đó, xinh xinh á, thích xinh xinh bé nhỏ vậy đó. Là con thấy bạn là đúng với cái tiêu chuẩn của con chưa? Đã, đúng rồi ạ. À, vậy đây đi nào. Thoải mái nói chuyện nha. Thường thì anh đi làm như vậy là tối mới về luôn đúng không ạ? Đúng rồi, một ngày làm 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật thì được anh được nghỉ. Nhưng mà thường có tăng ca không? Tại thường thường không, lập trình viên là rất là nhiều công việc á. Tăng ca thì chắc tùy dự án thôi. Còn em thì công việc thì chắc có phải có thời gian rảnh ở những lúc nào ạ? Hiện tại là em đang làm sale bên tài chính á, nên là sẽ đi sớm về khuya. Dạ, cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Nghỉ thứ bảy chủ nhật thì anh nghĩ là nếu mà sau này mà có thể hẹn hò thì có thể hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật được. Thì anh có nhận xét gì về em không? Nhìn em dễ thương. Dễ thương, cảm ơn. Rồi, còn em thấy ảnh sao? Dạ, con thấy hiền. Được ha? Dạ, thấy hiền. 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 Dạ. Nếu mà bây giờ mà em với anh mới cho nhau cơ hội thì theo em thì thời gian là bao nhiêu thì có thể tiến đấy xa hơn? Chắc cũng phải khoảng 5.5-2 năm á. 5.5-2 năm là lúc đấy là em 26, 27. Đúng rồi. Khoảng thời gian đấy thì anh nghĩ thời gian mà anh cố gắng để anh có thể làm nhiều thứ hơn. Bây giờ hiện tại anh cũng đang làm tương đối nhiều việc, thì anh sẽ tập trung để có thể phát triển được cái một cái gì đấy, để khoảng trong một khoảng thời gian đấy thì anh sẽ có một chút thành tựu gì đó. Thì anh nghĩ rằng mình có thể được, ý là mình có thể xây dựng được một cái gia đình nhỏ nhỏ. Là anh muốn lập nghiệp ở đây luôn đúng không? Đúng rồi. Em thì nghĩ thế nào về tình yêu? Tại chưa yêu bây giờ. Tại chưa yêu bây giờ. Thì... chưa yêu bây giờ nên là cũng chưa kiểu về hôn nhân thì cũng chưa suy nghĩ đến. Tại sẽ không biết làm gì và kiểu như là trời về làm cái gì, về làm như thế nào. Mà cô hỏi con nè, tại sao vậy? Con xinh xắn, dễ thương, con lại làm ở một môi trường nó tương đối là cũng nhiều người đúng không? Thì lý do gì mà con lại chưa có người yêu mà chỉ có đơn phương thôi? Không, đơn phương đó là con đơn phương từ hồi cấp 3 thôi, chứ giờ kiểu con không có thời gian dành á, dành cho, với lại cũng thích người ta nhưng mà cảm thấy người ta không thích mình nên là con sẽ lui luôn chứ con không có tiến thêm kiểu vậy. Bây giờ con nói cho anh biết là con chưa yêu lần nào, con cảm giác tình yêu ra sao, thử coi tưởng tượng sao. Màu hường hay màu tím hay màu vàng? Con thấy hường cũng có mà chắc tím cũng có. Tình yêu muôn màu đó phải không con? Dạ đúng rồi. Dạ ảnh là màu gì của con? Chắc màu hường quá. Màu hường hả? Màu hường là tình yêu đó. Mấy bà nhí này là thích màu hường. Rồi bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài hay làm gì đó. Thì anh mượn tay em. Thì nhìn trước thẳng qua mắt bạn gái. Trước khi mà đến đây thì em có chuẩn bị một cái đoạn code. Em viết cũng mất tương đối nhiều thời gian. Em muốn cho bạn gái xem thử.
À, vì con là lập trình viên mà, dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin mời chương trình ạ. Thì là cái đoạn cốt vừa rồi của anh viết thì nó có cái ý nghĩa, tức là khi mà anh đã yêu ai thì anh sẽ dành tất cả sự chân thành cho người đó. Và khi anh ở độ tuổi 2 năm thì không phải là ở độ tuổi mà quá trẻ, nhưng mà cũng không phải là ở tuổi quá già. Anh muốn là mình khi mà đã cho nhau cơ hội thì thực sự là có sự nghiêm túc ở trong này để có thể tiến tới xa hơn. Cảm nhận bạn gái thế nào khi xem xong đoạn cốt đó? Dạ, con thấy rất là kiểu dễ thương, cái chân thật trong đó mà cái anh đó ảnh dành ra đó, nghiêm túc và chân thành, đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Bạn trai cứ tiến tới nắm tay cô gái đi. Con có muốn hát một bài nào đó gửi cho em không? Con thì hát không hay, nhưng mà con sẽ hát một cái bài của bài Anh Thanh Niên đi, hát một khúc hay một khúc mấy câu đầu là: anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sang mua 5.000 xôi, tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on phay để biết hết chuyện trên đời. Hết rồi. Bạn gái hát lại đi. Ừ, con có hát tặng anh bài nào không? Con hát hai ba câu của Hà Anh Tuấn á. Bài Chưa Bao Giờ. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sông trào, ngồi nghe chiều im gió thoảng giữa muôn vàn hoa. Con nhớ được chừng đó nè. Ok, rồi về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào đút bấm và suy nghĩ thật chín chắn nha. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra xem mình có nên bấm hay không. Và khi bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Chính thức hai đứa đã hẹn hò với nhau đó. Bây giờ bắt đầu biết yêu đi nha cô bé. Chỉ dẫn cho em nghe con, nó không biết một cái gì luôn. Cái tờ giấy trắng phau luôn vậy đó. Con hãy lập trình cuộc sống của em. Bây giờ thì con nhìn ở ống kính kìa, coi gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình ha. Mình hãy nói gì với người lớn đi. Trước mắt con xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa có cơ hội được gặp nhau. Thứ hai, tức là con muốn nói là dù sau này nếu hai đứa tìm hiểu và có cơ hội đến với nhau thì chắc chắn rằng em sẽ không phải hối hận vì hôm nay đã ấn nút. Đấy, hay quá. Chín chắn ghê chưa? Ha? Chín chắn không? Chín chắn lắm. Con xin phép ba mẹ cho hôn em cái đi. Xin phép ba mẹ hôn. Xin. Đây là những món quà mà chương trình gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng
từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi còn con cầm những bó hoa tươi thắm mà anh tặng cho con này không bao giờ héo nghe chưa. Dạ con cảm ơn cô. Ừ. Rồi cảm ơn hai đứa nghe. Rồi chúc con cảm tình ơn. Yêu thật đẹp nha cô bé nha. Dạ. Hãy yêu chị biết tình yêu thế nào nha. Dạ con cảm ơn chương trình. Như vậy là ta đã đến cặp đôi đầu tiên. Bây giờ Quỳnh Linh, Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. Dạ em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3. Là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Mong muốn người yêu tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn. Hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai, ngồi đi. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ họ tên đầy đủ của em là Lương Đặng Nam. Quê quán của em là Mê Linh, Tráng Việt, Hà Nội. Em đang sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, hiện đang lập nghiệp và sinh sống ở Đắk Lắk ạ. À, Đắk Lắk hả? Dạ dạ. Em làm về cái gì? Dạ em làm bên mảng xây dựng anh ạ. Xây dựng em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 41 tuổi. 41. Thôi, mời nhà gái. Mình giới thiệu bản thân đi cưng. Dạ em chào chương trình và em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Hồng Liên, em sinh năm 1980. Hiện tại em đang làm ở công ty tour ở khu xuất Tân Thuận. Em nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vậy em nói luôn về một số những cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em thì em thích thì cũng giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch chụp ảnh. Còn khuyết điểm của em thì đó là thời gian em đi hẹn lại hẹn bạn bè có thể đi lại trễ. Giờ ghi khuyên mẹ. Dạ anh trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ ưu điểm của em là hơi vội vàng ạ. Vàng, à, quên ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4:30 ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi khí công bắt đầu. Ôi trời ơi. Đã được rồi. Dạ dạ. Khí công như xíu té. Khí công này tốt lắm á. Dạ, chào chị Vân. Tập... Rồi khí công tốt mà. Đúng em rồi. Tập khí công em cảm tưởng rất là chi là khỏe. Thì chưa, hai vợ chồng về sáng tập khí công là khỏe. Dạ. Đang nói về ưu khuyết điểm đúng rồi, đó đúng ưu không? Ưu điểm rồi đó. Ưu điểm còn khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm là... Khuyết điểm là em hơi vội vàng một xíu ạ. Vội vàng à, nó khuyết điểm trước phải không? Nhưng mà có những lúc em cũng rất chi là trầm tĩnh và có những lúc trong cuộc sống em rất chi là cẩn thận ạ. Tùy theo lúc vội vàng. À đúng rồi rồi. Thôi mình, em nói mình có mấy mối tình đi. Em có mấy mối tình được kìa. Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. À. Dạ em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3. Cháu ở với mẹ. Dạ em nuôi từ lúc mẹ ba. Cháu đi nước ngoài à, là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Vâng. Là coi như là mẹ cháu là ở nước ngoài rồi. Vâng ạ, bọn em đã thôi nhau rồi ạ. Em mong mỏi là cái người vợ của em sẽ như thế nào đi qua đây. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Tính cách trên gần dưới mới cả nói chung là vui vẻ hòa đồng là được ạ, đơn giản thôi ạ. Cái điều gì em sợ nhất ở người phụ nữ? Em sợ là hay kiểu nó có tính cảm ràm ấy. Cảm ràm. Chuyện đó ai cũng vậy em ơi, khỏi sợ. Dạ. Sợ nó cũng tới à. Dạ. Ông nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Dạ. À, chắc cũng bạn thân với chị Hồng Vân đây. Rồi sao? À, để tôi có đi nói không? Với nhà trai có gì phiền chỉ làm kia tập khí công rồi đó.
cho nó khỏe ha. Dạ. Nha, nhớ tập cho hai ngày này giùm anh cái nha. Nếu mà chưa học cái công thì về em sẽ dạy ạ. Dạ. Thôi chưa à. Em có mấy mối tình này nè, nói cho ông nghe. Dạ. Em thì mối tình thì không có, mà như là xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, ra rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Sao không nói ra? Lo đi học không à. Trời ơi. Thôi cái không có nói. Rồi từ đó giờ không có nói luôn hả? Rồi không có nói luôn. Trời đất ơi. Như vậy là chưa có mối tình nào hết trơn luôn hả? À, thì đến thời lớn rồi đi làm á thì cũng có biết một bạn nhưng mà cũng nói chuyện qua lại thôi, thấy không có hợp thôi không nói chuyện nữa, là đến đến giờ luôn. Bây giờ là chúng ta đi tìm một mối tình mới nha. Cái mong muốn của em, mong muốn một người yêu lý tưởng thế nào? Mong muốn người yêu lý tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em. Này chắc không mà tròn lắm mà. Nhưng mà em á, thật sự á, em chị Vân nên đi tập thể dục á, cho nó gọn gọn đi. Hôm trước anh cũng bằng em luôn á. Dạ. Anh xuống có chục ký rồi đó. Phải ông nhịn ăn chứ đâu phải ông tập thể dục. Tôi nhịn không được tại tôi bị tuột huyết. Trời ơi, ông mà tập thể dục đi tôi tập liền luôn á. Tại vì ông ăn kia ông hay lắm, ăn rau không à. Ăn rau không? Dạ. 3 tháng nay rồi đó. Mà chị thì chị không ăn được vậy. Chị là nữ hoàng tinh bột mà. Chị không có tinh bột chị chết. Cho nên là anh nói em nghe nè. Em gương mặt em xinh đó. Mình về mình giảm cân chừng em mà giảm chừng khoảng độ 7kg đến 10kg là em rất là xinh. Ngon được, là ngon luôn. Ngon hơn chị Hồng Vân. Em không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích á là ví dụ đi nhậu về mà hay lải nhải á, rồi hay kêu làm này làm nọ, đi ra đường thì mặc đồ nó không có được chỉnh tề lắm, nó lộn thộm quá. Rồi nói chuyện thì hay chửi thề, không có khác. Chửi thề không? Em không ạ. Em thì hiền lắm ạ. Có lải nhải không? Em không lải nhải, em nói rất chi là điềm đạm ạ. Nhưng mà giờ chắc không dám lải nhải bên đây đâu. Rất chi là tâm lý ạ. Bây giờ cho gặp mặt người thân á. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba người bạn đồng nghiệp của em. Thôi mời đại diện nhà gái có ý kiến nào. Dạ em tên là Hạnh. Em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân ạ. Chào với các bạn nam nha. Chào khán giả trường quay ạ. Em bạn chung với Liên cũng gần 20 năm ạ. 20 năm luôn. Dạ. Bạn thân rồi nha. Dạ. Liên thì đặc biệt là nấu ăn, trang trí món ăn rất là đẹp, nấu ăn rất là ngon, chăm lo cho gia đình nữa. Em cũng mong là hai bạn cho nhau cơ hội như làm quen với một người bạn. Đó, ngon, ngon, em. Được rồi. Chứ nó không con, em yên tâm. Rồi bên đây cũng sẽ phấn đấu, cũng bự bự lên chút. Dạ. Rồi bển đi với ai vậy em? Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai của em là anh Phước. Rồi, mời. Em và anh trai đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi chúc sức khỏe tới hai anh chị MC và cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Cảm ơn em. Nam nhà em là có đặc điểm là cũng hiền, lành, chịu khó làm ăn. Thế cũng mong rằng hôm nay hai bạn gặp nhau thì anh thấy bạn gái bên này rất là khỏe mạnh, thế là cũng hiền. Cũng mong hai bạn cho nhau cơ hội để tiến tới đi tiếp trong con đường sắp tới, xin hết ạ. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mở rào hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nấu ăn giỏi nè, trồng cây giỏi nè. Ôi, Lan là chị khoái Lan lắm mà chị. Em à, lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng tặng cho anh. À, anh xin nha. Đây là Lan, tự tay em trồng. Mong là anh chăm sóc nó cũng tốt tươi giống như em như vậy. Rồi, em ơi, đây là cái ngôi nhà ấy. Anh tặng cho em ngôi nhà này, ý nghĩa là chưa lắp ráp, ý là anh muốn hai đứa mình lắp ráp ngôi nhà này. Ráp còn đây này. Em mở ra đi nè, đây là món quà thứ hai anh tặng cho em. Đây là một chiếc khăn ạ. Mỗi khi trời lạnh thì em sẽ quàng chiếc khăn này vào. Dạ. Em cảm ơn anh. Anh đó, quàng vô. Có khăn vô thì hợp lý ra. Em cũng ở Tân Thuận Đông à? Không, em ở bên Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Nhà em có mấy chị em anh em? Em thì có 5 anh chị em. Em thì là ở giữa. Nhà anh mấy chị em?
Nhà anh cũng được 7 anh chị em. Đông à? Anh là trai út. Chung hơn sao? Anh là trai út. Anh thì nói chung là anh cũng cuộc sống tự lập rồi từ lúc năm anh 18 tuổi. Anh thì nói chung là một người thì cũng sống có tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Thực sự thì anh cũng có gia đình rồi nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ấy. Dạ. Thì em có nghĩ gì về cái quan điểm mà gọi là anh đã có đứa con ấy, cháu bé nhà anh cũng mong muốn là có một người mẹ cũng giống như một người cô ấy. Thì dạ, rất chi là vui ạ, tại vì trong cuộc sống nó có gia đình thì nó sẽ ấm cúng hơn ạ, và mình thiếu sót thì mình có thể bổ sung cho nhau được. Dạ. À, rồi còn đối với anh thì cao đẹp hay to béo không quan trọng, chủ yếu là con người đối xử với nhau thôi. Dạ. À, đấy, em thì ở nhà thì bé thì người gia đình thì cũng như anh ở tử này phải có gia đình rồi, chứ nít thì nhà em cũng có, cũng vui vẻ, mấy đứa cháu thì em cũng thích chơi. À, thôi đến với chương trình thì anh mong rằng là em sẽ cho anh một cơ hội, thì cho anh được nắm đôi bàn tay của em. Anh xin gửi em đứng dậy đi, anh hát cho em nghe bài. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, nhớ từng nụ cười đong đưa, nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mà non hương tóc em, biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương, nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì, cậu che lắc léo tháng ngày tuổi đời trôi theo, nếu trên nhau bàn thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Tình mình đôi ta cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Em xin hết ạ. Hay quá. Bây giờ nè, bây giờ em tổ em tập khí công cho cổ coi cái đi, để cho thấy mình khỏe mạnh đó, nào. Nãy anh nghe nói mình, thì anh được. Có mấy bài khí công. Ừ. Ví dụ như là đây ạ. Đây là bài 1 à, bài 2 à. Bước lên một bước. Đừng làm mất mặt té như nãy nha. Không có đâu anh. Hít vào sâu ạ. Thì anh kia sau khi anh gặp ý không, em cảm thấy người rất khỏe mạnh. Đó. Mai mốt về chỉ cho em gái. Dạ, dạ. Rồi nói nghe nè, mình không lẽ mình thua mình phải hát chưa? Đối lời. Dạ. Đứng chơi nó dựng lắm tay coi. Để cho anh bên đây ta hát tài, đi. Đúng rồi. Thì... hát thì em chỉ hát được nhớ khúc nào hát khúc đó thôi. Rồi em cứ hát đi ạ. Ô sáng hôm nay trên quê hương ta, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình, quê hương xinh xinh quê hương hồ tình. Kìa nhà ai có anh thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thai có con làng quay, soi đầy mâm cao đầy vuông. Vui thật vui với con ngày trời. Hay quá. Chưa, vẫn chưa nữa, tự đừng có buông tay sớm đi. Bây giờ đó, em nói điều gì với cô ấy đi nào. À, cảm nhận của em như thế nào về cô gái có duyên rồi nha, cô này có duyên á. Em ạ, thì nói chung là ở cái lứa tuổi này thì mình cũng đã chín rồi. Thì có thiếu sót gì thì mình bổ sung cho nhau ấy. Thì đến với chương trình thì mong em cho anh cơ hội để sau này mình về có thể là xây dựng một cuộc sống mới ạ. Em cũng là sẽ cố gắng. Cố gắng để em nhé. Cố Trời ơi. Dễ thương. À, bây giờ anh hỏi em gái nè, thí dụ giờ bên nhà trai muốn rước dâu về Đắk Lắk ở được không? Đắk Lắk rồi mình ở có đất riêng, nhà riêng. Dạ, em có đất rồi, em đổ vật liệu rồi, nhưng mà em đi làm cho người ta nên chưa kịp xây cho mình ạ. Tức là có đất rồi, đổ vật liệu rồi mà chưa xây đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ rước dâu về xây nhà riêng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ, chỗ em ở thì cũng gần ủy ban, rồi là gần trường học ạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Ea Súp ạ. Ea Súp. Dạ. Bên đàn gái có chịu rước dâu về Đắk Lắk không? Rước dâu về Đắk Lắk thì em về đó chắc em bị giống người Đắk Lắk luôn á. Là sao? Tướng em giống Sip Black mà hát được bài Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời đấy. Anh nghĩ. Bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Nếu rung động chúng ta bấm nút nha. Còn nếu chưa rung động không cần bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Nào. 3 2 1 hết thời gian. Rồi, hay quá luôn từ đấy. Wow. Hai cái tiếng. Rồi, Đắk Lắk luôn. Ôi ơi, đó. Về Đắk Lắk. Ấy anh thì đó, em hát bài yêu anh gì Buôn Ma Thuột đây. Dạ em xin hát bài Nắm Tay Của Ấy. Nếu yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột.
Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi, gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày, ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài, nắng thế đây gió thế đây không vơi đầy, lời chào như xưa nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về văn mê thuật, còn thương nhau thì về văn mê thuật. Sao mày vui nha? Vui đó. Hút lúc đi. Ok. Ơi, gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy đưa nhau về buôn Mê Thuột. Đi bên này, hừ, bên này. Ôi, như vậy là chúng ta đã chứng kiến họ đã bấm nút hẹn hò, thưa quý vị, rất là dễ thương. Cảm ơn những tình cảm quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được truyền hình phát mát của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Net Club. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò trong suốt thời gian vừa qua, và cũng cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cái đoạn code của anh viết thì nó có cái ý nghĩa, tức là khi mà anh đã yêu ai thì anh sẽ dành tất cả sự chân thành cho người đó. Và khi anh ở độ tuổi 2 năm thì không phải là ở độ tuổi mà quá trẻ, nhưng mà cũng không phải là ở tuổi quá già. Anh muốn là mình khi mà đã cho nhau cơ hội thì thực sự là có sự nghiêm túc ở trong này để có thể tiến tới xa hơn. Thì cảm xúc là, tức là khi đi thì một mình, nhưng mà khi về thì là hai người thôi. Khoảng 95%. Bạn nam thì cũng được 90% ạ. Em thấy bạn chín chắn, kiểu suy nghĩ rồi lo, kiểu lo hơi kiểu thật thà nè, hơi nhát xíu thôi, nhưng mà em thấy rất là ok. Nếu mà bây giờ mà em với anh mới cho nhau cơ hội thì theo em thì thời gian là bao nhiêu thì có thể tiến đấy xa hơn? Chắc cũng phải khoảng 5.5-2 năm á. 5.5-2 năm là lúc đấy là em 26, 27. Đúng rồi. Khoảng thời gian đấy thì anh nghĩ thời gian mà anh cố gắng để anh có thể làm nhiều thứ hơn. Bây giờ hiện tại anh cũng đang làm tương đối nhiều việc, thì anh sẽ tập trung để có thể phát triển được một cái gì đấy, để khoảng trong một khoảng thời gian đấy thì anh sẽ có một chút thành tựu gì đó. Thì anh nghĩ rằng mình có thể được, ý là mình có thể xây dựng được một cái gia đình nhỏ nhỏ. Đi chơi thì chưa, nhưng mà chắc ăn uống thì chắc có. Khi mà đến đây thì em có chuẩn bị một cái đoạn code
Em viết cũng mất tương đối nhiều thời gian. Em muốn cho bạn gái xem thử. Khi mà em thấy đoạn clip trên sân khấu, em thấy rất là dễ thương, chân thành trong đó. Clip đấy thì là lúc đó là lúc em viết là cảm xúc em lên, cho nên là viết tương đối nhanh, khoảng 2 ngày. Đầu tiên viết thì là em cũng lên ý tưởng, sau đó là bắt đầu cứ thế nó viết ra rồi, chứ cũng tự nó mạch cảm xúc nó tuôn ra thôi, chứ không có suy nghĩ quá nhiều. Tại vì lúc đấy là kiểu như là mình đầu óc máy tính tay cứ ấn thôi, nó ra vậy thôi. Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á. Giống Hà Anh Tuấn hả? Ồ. Chồng quốc dân của con á. Chồng quốc dân. Khi mà nghe cô gái chia sẻ về chàng trai quốc dân là Hà Anh Tuấn thì em cũng thấy thú vị đấy ạ. Ý là Hà Anh Tuấn cũng là mẫu người khá điềm đạm. Có nghĩa là phải có đeo mắt kiếng nè. Có không? Đeo cũng được, không đeo cũng được. Ừ, ốm ốm, xương xương, người hơi roi roi ha. Có cần phải hát hay không? Dạ, không cần. Không cần. Ủa vậy con thích Hạnh Tuấn ở điểm nào? Kiểu chín chắn, rồi kiểu con không biết nó nhưng mà con thấy mê. 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 Mê Hà Anh Tuấn. Rồi cô coi bên đây là Hà Anh gì? À, trước khi em tham gia chương trình thì anh trong team đăng ký cho em. Trước khi lên thì kêu em tém lại. Sau hôm nay thì anh sẽ cảm nhận được cái độ lầy khi mà anh muốn tìm hiểu. Bình thường em bị hơi bị nhát nhát xíu thôi, nhưng mà nếu mà khi mà bị ai mà nhây lại mà em cảm thấy bắt được nhịp ý, thì em cũng nhây lại luôn. À, bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sông trào, ngồi nghe chiều im gió thoảng giữa muôn vàn hoa. Ba, hai, một. Hết thời gian. Rồi. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi. Gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày, ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài, nắng thế đây gió thế đây không vơi đầy, lời chào như xưa nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về văn mê thuật, còn thương nhau thì về văn mê thuật. Thì nếu mà đến với nhau được thì anh sẽ chăm lo cho em gái ở đây và anh sẽ quan tâm đến gia đình của bạn gái ở đây. Nói chung thì chiều cao thì nó cũng bằng tuổi của mình, tuổi thì cũng bằng. Ăn mặc lịch sự, mỗi người cũng có cái yêu cầu của mình như thế. Thì nó cũng có nằm trong những yêu cầu của mình nên mình cũng thích. Và ưu điểm của em thì em thích thì cũng giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch. Ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ, và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4:30 ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi, khí công. Bắt đầu. Nếu như bạn gái có một cái dịp nào đó hẹn ngày nào đó thì anh sẽ đến, tại vì anh nghề tự do mà, thì anh sẽ đến thăm em gái đây. Thời gian này rất là bận rộn, tại vì cũng công trình cũng đang cần gấp ấy. Thì nói chung là đến với bạn gái đây thì đã quen biết nhau rồi thì cho nhau cơ hội rồi thì cứ tìm hiểu nhau qua điện thoại ạ. Tại vì bạn gái này anh nghĩ là cũng bận đấy, thì ai cũng có công việc, nhưng mà đến với nhau hoặc là thương nhau thì cũng đi với nhau.
kìa nhà ai có anh thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền, ồ ngộ thai có con lần quay, soi đầy mâm cao đầy buồn, vui thật vui với con ngày vui. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất trung tình. Ở Công Tâm là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất Công Tâm á. Đường tình duyên của em nó gian nan cắt cỡ lắm. Có nhiều người báo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á, em cũng đi cắt duyên. Chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng tư. Không vắng trúng ngay cái ngày cá tháng tư em đen nó vậy luôn đó, dạ. Xui vậy luôn đó. Em cũng tượng gia bộ cái gì trúng ngày cưới cá tháng tư cái em là kêu mà. Không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng, xong bắt đầu em mới thu xếp vô. Thì vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa, xong cái là em cũng không đi được, không hôi không hô không hói không mà từ 1m7 không hô không hói không hôi là ba. Cô ơi hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.